Chào tất cả các bạn đã trở lại với số Kung Fu của Toản. Thì hôm nay Toản sẽ giới thiệu một số sản phẩm liên quan đến găng tay và bảo hộ tay cho các bạn tập luyện võ nha các bạn. Thì đầu tiên thì phải nói đến là găng MMA, hay người ta còn hay sử dụng trong võ tự do hay là người ta thi đấu UFC ha. Thì găng này có đặc tính đó là xỏ ngón, nó hở ngón như vậy. Cái ưu điểm của cặp găng này là rất thoáng mát và sử dụng một cái rất dễ dàng tiện lợi mà bảo vệ cho lớp cổ tay là hai lớp nhé. Đây là găng thương hiệu Wulong, găng MMA đấy, MMA xem các bạn đây đấy, thoải mái gọn gàng, rất chi là đảm bảo ha. Và tiếp theo nữa là găng boxing. Găng boxing này dành cho tất cả các môn phái, phái nào cũng được và có thể thi đấu đối kháng như các bạn. Đây, nó sẽ như vậy, lỗ thoát khí và bảo vệ cổ tay về mặt nắm đấm, các bạn tự tập võ tại nhà được nhé các bạn. Đây, và tiếp theo nữa là băng cuốn tay, hay gọi là dây cuốn tay loại 5m này, loại dài 3m này ha. Rồi cuốn tay vào để cho các bạn khi mà đấm không bị chảy ra tay, không bị sái cổ tay. Và cuốn tay giúp cho chúng ta bảo vệ mặt nắm đấm và mu bàn tay và cổ tay. Đó là tác dụng của dây cuốn tay hay còn gọi là băng cuốn tay. Thì các bạn mua hàng găng tay này, găng MMA này, băng cuốn tay, găng boxing thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại đó là 0987 961 325. Hoặc là các bạn có thể lên website của mình để tham khảo thêm nhiều các dụng cụ võ thuật khác nhau nữa. Cửa hàng của mình là bán dụng cụ võ thuật, liên quan đến dụng cụ võ thuật thì các bạn cứ liên hệ với mình. Bên mình có cả bao cát này, côn nhị khúc này, đó, mộc nhân này, liên quan đến bảo vệ đầu, răng thì giáp thi đấu là có hết nha các bạn. Thì chia sẻ với các bạn rằng nếu các bạn tập võ tại nhà, nếu các bạn mua trên 2 sản phẩm trở lên thì bên mình sẽ bao ship cho các bạn. Ví dụ như các bạn mua găng boxing này và mua găng MMA và găng boxing thì mình sẽ bao ship này. Mua băng cuốn tay cộng với găng boxing này sẽ cùng ship này. Mua băng cuốn tay này cộng với côn nhị khúc sẽ bao ship này. Hoặc cứ mua 2 sản phẩm trở lên sẽ bao ship cho tất cả các bạn. Và bao ship toàn quốc nha các bạn. Ở bên mình có ship hàng đi toàn quốc nha các bạn không phải lo lắng về vấn đề là ở xa hay ở gần. Vấn đề của các bạn là có yêu mến và tập võ thuật hay không thôi. Chỉ cần là chúng ta có thích tập võ và muốn bảo vệ tay của chúng ta cho thật tốt để tập võ, và các bạn thích đối kháng và thi đấu thì bên mình đã có găng boxing cho các bạn tập luyện và thi đấu đối kháng nha các bạn. Các bạn còn muốn mua gì thêm nữa thì cứ liên hệ với mình nhé. Cứ gọi điện cho mình, các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn.